Năm món nợ, tuổi trung niên tuyệt đối đừng dính vào. Mến chào các khán thính giả của kênh Đạo Đời. Quý vị thân mến, bước sang tuổi trung niên là một bước đi lớn, có tính quyết định trong đời người. Ta chính thức chia tay những năm tháng tuổi trẻ để sống nửa phần còn lại của đời người. Những năm tháng trung niên, ta cũng bắt đầu chuẩn bị cho mình những gì tốt nhất, để tuổi già đến, ta sẽ sống bình yên, không vướng âu lo phiền muộn. Ai chẳng muốn tuổi già nhẹ gánh, sống an nhàn, cho nên tuyệt đối đừng để bản thân vướng vào những món nợ chưa trả hết. Tốt nhất hãy giải quyết chúng khi còn đang ở độ tuổi sung sức của đời người. Tuy nhiên, rồi có 5 món nợ tuyệt đối đừng dính vào. Đó là những món nợ nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây, quý vị nhé. 1. Nợ nghĩa vụ và trách nhiệm trên vai. Trong cuộc đời, mỗi chúng ta đều đóng những vai trò khác nhau, tùy vào mỗi hoàn cảnh, chẳng hạn như con cái, cha mẹ, vợ chồng, anh chị em. Mỗi vai trò đều có trách nhiệm và nghĩa vụ riêng. Lấy ví dụ là vợ chồng, chúng ta có trách nhiệm phải chung tay cùng xây dựng gia đình, bảo vệ tổ ấm mà trong đó gồm những người thân yêu ruột thịt của ta. Đồng thời cũng phải có trách nhiệm chung thủy, bao dung với bạn đời. Là phụ huynh, chúng ta có trách nhiệm nuôi nấng, dạy bảo con cái cho đến khi trưởng thành nên người. Khi là con cái trong nhà, chúng ta nên gánh vác trách nhiệm tôn trọng, phụng dưỡng và chăm sóc ông bà cha mẹ. Là anh em ruột thịt, cần có trách nhiệm đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ ngọt bùi trước những thay đổi lớn của cuộc sống. Khi bạn hoàn tất trách nhiệm của bản thân, bạn có thể ưỡn ngực thẳng lưng, khoan thai mà sống, không phải e ngại điều gì. Trái lại, những nghĩa vụ và trách nhiệm cơ bản như vậy cũng chưa thể làm tốt thì đời sống vẫn còn nhiều trăn trở. Chính bản thân mình cũng chưa thể hài lòng về mình. 2. Nợ thời gian dành cho người yêu thương. Với đất trời, thời gian dường như vô hạn, nhưng đối với con người, nó luôn là thứ hữu hạn và vô cùng quý giá. Mỗi năm tháng trôi qua, chúng ta biết rằng mình không thể sống trên đời mãi mãi. Vì vậy, để thời gian tuột mất dù bất cứ hình thức nào cũng là một điều đáng buồn. Những người thân yêu thường cố gắng không yêu cầu, đòi hỏi gì nhiều vì sợ chúng ta phải lo nghĩ, chịu nhiều ảnh hưởng. Tuy vậy, ai mà không muốn được dành thời gian bên cạnh người đáng quý? Do đó, khi có cơ hội, đừng bao giờ mắc nợ họ thời gian, vì thời gian vốn là dòng chảy không có điểm dừng. Đặc biệt là khi ở độ tuổi trung niên, hầu hết chúng ta đã dần ổn định về công việc, sự nghiệp. Dù có bận rộn tất bật đến đâu, cũng vẫn có thể sắp xếp chút thời gian buổi tối hay cuối tuần cho gia đình. Trò chuyện, ăn bữa cơm với cha mẹ già, cùng người bạn đời, cùng con cái ra ngoài tham gia các hoạt động thể chất. Đơn giản vậy thôi, nhưng chắc chắn những người thân bên cạnh ta sẽ cảm thấy được sự quan tâm và sự có mặt quan trọng của ta trong cuộc đời họ. Đừng để bản thân phải hối tiếc khi đến ngày con muốn nuôi cha mẹ không đợi, hoặc khi con cái đã trưởng thành mà không cần đến sự hiện diện của bạn. 3. Nợ lòng tốt chưa thể đáp đền. Sự thật là chỉ cần ta sống tử tế, không làm điều ác, không có tâm hại ai, thì chắc chắn ta sẽ nhận được rất nhiều sự giúp đỡ trong cuộc đời. Từ những người thân, từ bạn bè, từ đồng nghiệp, hay thậm chí là từ những người xa lạ. Hầu hết mọi người khi đã thực lòng mong muốn giúp đỡ thì đều không mong cầu sự báo đáp. Nhưng chính vì điều này mà chúng ta càng phải có lương tâm, dùng lòng tốt để đáp lại lòng tốt. Có những công ơn ta dành cả đời mình cũng không sao đền đáp cho trọn, chẳng hạn như ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Vì vậy, chúng ta phải cố gắng hết sức để thể hiện lòng biết ơn và truyền ngọn lửa yêu thương. Trong mọi mối quan hệ, nếu muốn giữ cán cân bình đẳng, vậy không nên mắc nợ ân tình của người khác.
dù là với người ngoài xã hội hay với người thân, họ hàng. Gia đình đều tương tự như vậy. Người tử tế với ta đối đãi lại bằng sự tử tế, thì không ai nợ ai. Tâm ta cũng vì vậy mà nhẹ nhàng, thanh thản. 4. Nợ tiền tài. Có rất nhiều trường hợp, họ hàng, thậm chí là anh em ruột thịt trong nhà nợ tiền của nhau nhưng không giải quyết được, cuối cùng dẫn đến tranh chấp, cãi vã. Đáng sợ nhất là từ mặt nhau, cả đời không qua lại. Do đó, tuy là người thân, là họ hàng, thì quý mến và giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Nhưng các khoản nợ liên quan tới kinh tế có thể trở thành khúc mắc, gây bất hòa tình cảm, người thân ruột thịt. Nếu có thể, nên tránh các món nợ về tiền tài, vật chất quá lớn. Trong trường hợp bắt buộc phải vay mượn, hãy tự giác viết giấy nợ, trả tiền sớm. Nếu người khác rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chúng ta cũng có thể giúp đỡ. Nhưng cần có sự hoạch toán rõ ràng. Dù rằng đối phương có thể cảm thấy mình tính toán chi ly, nhưng đây mới là cách đúng đắn để bảo vệ cán cân, mối quan hệ cũng như quyền lợi của bản thân. Đừng để tiền tài và lợi ích trở thành căn nguyên phá vỡ các mối quan hệ ta vốn trân trọng và mất rất nhiều thời gian để vun đắp, gây dựng. 5. Nợ tương lai. Khi bạn gặp một món đồ xa xỉ mà bạn thích nhưng bạn không thể mua được, bạn sẽ rút hết số thẻ tín dụng của mình để mua nó. Những người thậm chí không đủ khả năng trả trước đã vay tiền khắp nơi, vay để mua nhà, đổi lấy 30 năm sự nghiệp chỉ để trả nợ. Phương pháp tiêu tiền trước của tương lai không thành vấn đề đối với người giàu, nhưng đối với người bình thường, nó chỉ ràng buộc cả đời họ. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, càng nhiều người có lối sống theo đuổi những điều phù phiếm, những thứ ngoài khả năng chi trả của bản thân, chỉ để tạo cho mình một cái mác giàu sang, đánh bóng hình ảnh và tên tuổi. Việc này khi đến tuổi trung niên càng không phù hợp, vay mượn để thỏa đam mê. Nhưng hệ quả là bạn sẽ mấy chục năm sau đó để chăm chỉ làm việc trả nợ. Trung niên rồi, sức khỏe và trí tuệ không thể như thanh niên được nữa. Ai cũng đến lúc được sống thư nhàn, còn bạn vẫn nhọc nhằn vì những khoản nợ hay sao? Tính toán chi tiêu, lựa chọn lối sống thế nào, đừng để bản thân mang nợ trong chính tương lai của mình. Tuổi trung niên cũng rất cần thận trọng để khi về già không phải rơi nước mắt trong cơ cực. Thưa quý vị, đời người có được bao nhiêu năm, chớp mắt đã trung niên, rồi chẳng mấy chốc về già. Cho nên hãy sống hết mình, tận trách, tận tâm, để khi có tuổi ta cảm thấy mình đã toàn vẹn mọi bề, chẳng còn nợ nần với ai, với việc gì nữa cả. Hy vọng quý vị cũng có thể sống những ngày tháng trung niên về già trong sự bình yên và nhàn nhã.